Cây này cây cũ nha các bạn. Mình quay lại cây nu bồ công bự nè. Nu công bữa. Cái này bữa hình như mình chưa coi lại clip nữa, hình như mình bán 5 triệu gì các bạn. Cây này cây nu cám đẹp lắm. Có người thì kêu nu hột lựu. Có người thì kêu nu nút áo. Nó giống cái hột lựu các bạn. Chứ giống cái nút áo tròn tròn, khuy tròn tròn các bạn. Ôi nói chung là cái tên chỉ là do con người đặt ra thôi các bạn ơi. Chứ không có gì. Nhưng mấy bạn về các bạn kêu tên gì cũng được, miễn là biết nó nu bồ công được rồi. Ở đây thì phân ra dòng nu cám. Nu cám nu nhuyễn nhuyễn á. Nó khác với nu mặt khỉ là sau này tần sức nó sẽ nhiều hơn một tí xíu. Đây có một số người thích nu này là nu này nhiều hơn, là nó sau này nó nu nhiều hơn, nó đẹp hơn chút xíu. Tùy cũng tùy sở thích thôi nha các bạn. Như nu mặt khỉ thì mấy bạn dòm vô thì nó ấn tượng. Có người phái kiểu ấn tượng hơn, nhìn vô nó cục nu bự bự bự, cái mặt nó như con khỉ. Nó đeo chùm bự bự. Còn cái nu này thì nó lan nhuyễn lan hết cho mình. Đó. Cái này bữa mình cái hoành chỗ này mình đo là cái nồi này là 80 nha các bạn. Chỗ này là hình như là 40 nè. Bữa mình đo trong clip đi. Đúng rồi, chàng chạc. Gần 40 chứ không tới 40. Còn đây là một. Chiều cao nó khoảng 66. Nó làm 66. Cái này cái nu bồ công nha các bạn. Cái đế nó sổ nó như cái tu quan quý. Cái đế nhìn nó mặt tiền, chắc cho mặt tiền bên đây nè. Tiền này cái đế nó đẹp hơn. Còn mặt tiền bên đây á, cái co của cái thân á thì nó có chiều sâu hơn các bạn. Nhưng mà cái đế nó không lại bên kia. Nhưng mà cái đế bên đây nhìn bạn nhìn kỹ á nha, nó có duyên hơn cái đế bên đây nè. À, cái đế bên đây nó sổ nhìn rất là dữ. Nhưng mà bên đây nó có cái khoảng không nè, nó có khoảng không như là nó có vậy chứ nhìn. Như là nó nhìn nó trường theo cái cây nó có duyên hơn. Theo nhận định mình thôi nha, đó là mỗi người mỗi ý nha. Cái cọng rễ mà nhìn kỹ nó dắt qua dắt lại nhìn nó tự nhiên, tại mình là thích cái cây tự nhiên chứ mình không thích cây thấp đế. Như là cái co nè, nó lên trên nó lượn theo cái cây nhìn nó có chiều sâu hơn. Còn bên đây á, nâu thì nó xịn hơn. Đế nó đẹp hơn luôn, nhưng mà nó có cái điểm khuất ngay chỗ này, cái mu lưng. Nhìn nó cái cây nó cái cây nó không có chiều sâu, nó không có chiều sâu bằng. Ai mà thích tông cao cái này đẹp. Như là thích nâu. Cao thích nuôi, với lại cái cây này nó có cái độ cong. Cây này chắc chắn mốt một trúng luôn ạ. Tại chỗ này nó có một cái cành nhỏ nè. Trong u lưng này nó có một cái cành nhỏ mà người ta chặt hay sao nè. Có một cành nhỏ là người ta chặt. Rồi đó, mốt là nó sẽ mọc một cái cành ngay chỗ này. Còn chỗ này là khỏi nói, nó sẽ mọc chắc chắn rồi, trên đỉnh là sẽ mọc trúng rồi. Chỗ này mọc trúng luôn. Chỗ này nó sẽ lên một cái cây tử ngay chỗ này, làm thêm cây tử chỗ này cũng được. Cây thử như này được. Nói chung cây này là chắc chắn là sẽ mọc trúng luôn, tôi cứ đoán vậy thôi nha. Nếu nó mọc không trúng thôi cũng bó tay luôn, mà chắc chắn là đúng bạn. Tại cái dạng nuôi cá này nó nuôi rất là nhiều, nó sẽ mọc được rất là nhiều, nó nhiều hơn nuôi mặt khỉ. Nuôi khỉ khó chọn cái điểm cành, nhiều khi chỗ đó nó không có cục nuôi nó không mọc, còn nuôi này thì nó nuôi quá trời nên nó dễ mọc trúng lắm. Những cái điểm dương này là nó mọc trúng hết rồi. Nuôi công như này, nuôi công nó lớn. Cây này mình giảm giá luôn. Cây này cây cũ thôi. Giảm giá, cây nào ấy không được mình trồng gì đâu. Tại mấy, nè thấy không? Nãy mình nói là cái cây già đó các bạn ha. Thấy nó màu nó hơi bạc bạc thấy không các bạn? Còn cây tơ các bạn thấy đen thui, con số anh em nhiều khi hỏi cây nghe nói nu gồ công da đen hoặc là cây da đen mà không có rành gì mai chứng thủy. Cây già là nó sẽ bạc nha các bạn, cây mai chứng thủy nu da đen cũng vậy, nó cái cây nào mà nó già quá nó cũng bạc nữa, chứ không phải là da đen là nói nó đen thui thui lùi như châu Phi đâu, không phải đâu. Nó cũng bạc bạc, nó già lên nó cũng bạc nữa. Cây bồ công các bạn thấy không, này nó già nè, cây này cái già nè, cây này mấy chục năm rồi nó già lên nó bạc thấy ghê, nó bạc trắng nè. Cây này chắc 20 năm quá. Này nói chung là không có dưới 15 năm đâu, già quá trời. Bạc. Nó bạc sẽ bạc. Chứ nó không có đen thui thui lùi như cây tơ đâu nha các bạn.